mời anh ăn cơm ạ. Ô nhưng mà ngon thật sự luôn á. Tại đang quay thôi chứ bình thường một, nếu mà ngon như thế này một mình em sẽ ăn hết một đĩa này. Cái miếng này thật sự là xuất sắc. Nó ngon thật sự. Thì như anh chắc chắn sẽ là người mà am hiểu ẩm thực hơn em, cho nên anh ăn nhiều hơn em chắc chắn. Nhưng mà am hiểu thì chưa chắc. Có phải em đang rất là hạnh phúc không? Em luôn hạnh phúc trong tình yêu. Đối với em tình yêu luôn đẹp. Tất cả những ai đến với cuộc đời của mình đều là đúng hết. Cả mọi người đều là true love. Tại vì trong cái khoảnh khắc đó của cuộc đời mình là cái người đó là cái người hợp nhất rồi, phù hợp nhất rồi. Tự nhiên bây giờ mình yêu người yêu hiện tại của mình bảo ờ đây mới là true love của tôi. Thế những cái người mà từng bước qua cuộc đời mình là gì? Thương thì rất là thương, nhưng mà chỉ cần chủ động rời xa cuộc đời em không bao giờ là người níu kéo. Nếu ngủ dậy và thấy mình trong hình hài của một người con trai thì đó sẽ là ai? Bạn trai em. Không biết là có nịnh không nha, nhưng mà rất là khéo. Một tật xấu khó bỏ của Misty. Đi tất rất nhiều, mọi nơi, mọi lúc, và kể cả đi bơi cũng đi tất. Đã từng tẩy tóc quá 3 lần trong vòng 1 tháng. Trời ơi, chưa kể chứ. Đã từng giận bố mẹ một chuyện gì đó và bỏ nhà đi từ bé đến giờ. Em đi đến đó nên giờ em đã quay về nhà đâu. Của Linh, ở mới vào nghề. Tại sao mọi người có thể lôi ra những cái hình này, trời ơi. Thì không thấy gì cả. Không thấy gì cả, che đi.